Đây là Blackshark Joybird M8 Gaming, độ chế thấp nhất quả đất mà anh em có thể tìm thấy được. Đập hộp review luôn anh em nhá. Vì đây là tai nghe earbud nên bên trong anh em chỉ có một cái. Quả thiết kế của em nó ở ngay phía trước có một logo Blackshark này, có đèn led xanh huyền thoại của Blackshark. Ở phía dưới có luôn cổng sạc Type-C. Thiết kế tai nghe dạng earbud mà trọng lượng thì cực kỳ nhẹ, có đeo cả tuần cũng không hề đau tai. Có hẳn Bluetooth 5.2 mà quan trọng nhất độ chế của nó là 30 mm, thấp nhất quả đất. Test luôn cho anh em. Em này thì có thể kết nối app, có hai chế độ nghe nhạc và chơi game. Anh em dùng chế độ nào thì bật chế độ đấy nhá. Về khoảng chất âm, bass không phải là quá căng, nhưng mà để nghe nhạc ấy thì cũng ổn áp phết. Gaming mode chi tiết cực kỳ là ngon, nghe tiếng chân tiếng súng, xác định hướng đâu ra đấy. Chưa kể có tận 4 mic nên là đàm thoại quá là ổn. Tai nghe này thì pin tận là 6 giờ, dùng với quả cây này tận là 28 giờ. Tổng kết lại thì đây là một em tai nghe gaming thật sự xứng đáng.